thời trang là tuyên ngôn của phái đẹp với thế giới, nhưng không phải ai cũng dễ dàng định hình được phong cách cá nhân của mình. Chảnh sóc nỗ lực tìm kiếm những mảnh ghép phong cách phù hợp cho mỗi chị em phụ nữ. Nhà thiết kế nổi tiếng Musia Prada đã từng chia sẻ, trang phục là cách bạn thể hiện bản thân với thế giới, nhất là khi chúng ta đang giao tiếp với nhau một cách vội vã. Thời trang chính là ngôn ngữ thức thời. Phong cách cá nhân giúp mỗi người định vị hình ảnh của bản thân và trở nên tự tin, thu hút hơn mỗi xét đồ không chỉ thể hiện phong cách, mà còn thể hiện tâm trạng, vẻ đẹp cá tính của người mặc. Khi được là chính bản thân mình với những món đồ quen thuộc, các chị em phụ nữ sẽ trở nên thoải mái và nổi bật dù ở bất kỳ đâu. Thấu hiểu điều đó, chảnh sóc luôn nỗ lực đem đến các sản phẩm độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân để giúp chị em được tự tin là chính bản thân mình. Với hơn 10 năm thành lập, hiểu rõ thì hiếu của phái đẹp và mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tích cực chảnh shop luôn cập nhật các xu hướng mới với đa dạng mẫu mã và chất liệu để các chị em có nhiều lựa chọn khi tới shop đội ngũ của chảnh là trợ thủ đắc lực giúp các chị em tìm kiếm mảnh ghép phong cách cho riêng mình luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp các thắc mắc và giúp chị em được thử sức với nhiều phong cách độc đáo theo gợi ý từ chảnh shop phụ nữ không nên chạy theo xu hướng nhất thời và chỉ tập trung vào các sản phẩm hot trend trên mạng bởi vì phong cách cá nhân không đến từ việc chạy theo xu hướng hay cố khoác lên người những món đồ không phù hợp, mà mỗi người sẽ có một vẻ đẹp riêng trong hình thể, tâm hồn và cá tính cần được thể hiện qua những xét đồ cá nhân để tạo ra diện mạo không thể trộn lẫn. Dưới đây là những bí kíp của nhà trảnh giúp chị em bước đầu tạo lập phong cách cá nhân cho riêng mình. Với hình thể chị em có dáng người hình chữ nhật, cảnh sóc gợi ý các ai tắm với phần trên hơi rộng, phần tay bồng hoặc áo loe sẽ là lựa chọn phù hợp. Dáng người hình chữ nhật thường không lộ rõ đường cong, nên các món đồ có phần thắt eo để tạo đường cong tại rảnh là ai tắm không thể thiếu trong tủ đồ. Hầu hết váy áo của rảnh đều có phần eo cao để che bớt khuyết điểm và giúp chị em thắt dáng với đôi chân dài miên man. Với các chị em sở hữu dáng người quả táo, điểm nhận biết rõ nhất là chân tay thon thả, nhưng phần ngực, eo và hông sẽ không quá khác biệt về số đo. Khi nhìn nghiêng hay nhìn thẳng đều có độ tròn như trái táo đây là dáng người dễ thương nhưng việc chọn đồ lại gặp đôi chút khó khăn. Cảnh sóc lưu ý chị em không nên chọn những mẫu áo thun bó hay áo rộng vì sẽ làm lộ khuyết điểm. Chất liệu vải phù hợp với dáng người quả táo là các loại vải mềm như voan, lụa hay sa tan. Đây cũng là chất liệu được cảnh lựa chọn khá nhiều. Đặc biệt là thời điểm trào hè 2021, cảnh đã trình làng các ai tấm váy xuề voan cực sang cảnh dành riêng cho hội chị em trái táo với phần cúp ngực tinh tế, phần váy ngắn trên gối giúp tôn lên ưu điểm hình thể của khách hàng, đây là ai tắm chị em không nên bỏ lỡ nếu muốn hoàn thiện phong cách cá nhân của mình. Các khách hàng sở hữu dáng người đồng hồ các hẳn cũng đang băn khoăn nên lựa chọn những món đồ sao cho phù hợp mà vẫn mang đậm dấu ấn phong cách. Với phong người này, cảnh sóc gợi ý các ai tắm phù hợp là các mẫu áo váy cổ tim để khoe hình thể cân đối các mẫu chân váy ôm kết hợp thêm giày classic sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho hội chị em. Ưu điểm của dáng người đồng hồ cát là có đường cong rõ ràng ở ngực, eo và hông, do vậy, cảnh sóc lưu ý những khách hàng sở hữu dáng người đồng hồ cát không nên mặc quần jean ống lê cao vì đây là các sản phẩm gây mất điểm lớn. Cảnh shop Địa chỉ số 68A Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline